Thời gian qua, việc giải tỏa vi phạm đất đai theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại một số địa phương trên địa bàn huyện Văn Lâm có sự chuyển biến tích cực, đã có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn để giải tỏa những vi phạm lớn tồn tại từ lâu và phức tạp. Sau khi xã Tân Quang tiến hành cưỡng chế giải tỏa triệt để 4 trường hợp xây dựng nhà xưởng, nhà trọ rộng hàng ngàn mét vuông trên đất nông nghiệp ở thôn Ngọc Đà và Chí Trung trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 vừa qua, tinh thần quyết liệt này đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Một trường hợp khác ở thôn Chí Trung, dù chưa có kế hoạch cưỡng chế, đã xin tự tháo dỡ 380 mét vuông nhà xưởng vi phạm trong sáng ngày 13 tháng 6. Mình tự phá dỡ thì mình bảo vệ được cái tài sản của mình, bảo đảm cái tài sản của mình và chuyển sang cơ sở mới. Đối với ủy ban xã cũng cương quyết và triệt để, lần này là tháo dỡ các công trình vi phạm là triệt để, không để các hộ là còn lại các cái diện tích vi phạm. Trước đó tại thị trấn Như Quỳnh, sau khi địa phương giải tỏa thành công hàng trăm vi phạm trên đường tỉnh 385, đường huyện 11, đường huyện 12 thì có 9 hộ ở thôn Như Quỳnh cũng tự tháo dỡ công trình vi phạm trên tuyến đường trục của thôn. Còn tại xã Bình Hải, gần đây cũng có 6 hộ tự giác tháo dỡ toàn bộ các vi phạm ngay sau khi xã có quyết định cưỡng chế. Sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn của chính quyền địa phương sẽ làm suy giảm tâm lý trông chờ xem trường hợp khác có được xử lý triệt để hay không.